Wow, chiếc đồng hồ đẹp quá anh ơi. Đẹp không? Dạ đẹp ạ. Anh chìm đắm trong chiếc đồng hồ này nãy giờ luôn á. Đẹp nhất ở chiếc đồng hồ này đó chính là phần tu bi lông này nè. Bộ máy là lộ cơ luôn, hết tất cả bộ máy. Và đặc biệt là chỗ tu bi lông này ở phía sau. Với phần vỏ chiếc đồng hồ này là full vàng nguyên khối AU750, bóng ánh bóng từ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại, và những viên đá tuyển chọn cực kỳ đẹp. Mình thích màu vàng, thích màu xanh, thích màu đỏ, thích màu gì thì mình sẽ cắt những viên đá màu đó. Nếu như mình thích kim cương thì mình sẽ cắt những viên kim cương đẹp nhất, về nước đi chẳng hạn, về những thông số đẹp nhất, độ sạch chẳng hạn, những thông số giáp cách quỳnh quang để cho lấp lánh nhất chẳng hạn, mình sẽ đưa vào chiếc đồng hồ này. Nếu mà làm kim cương thì kể cả cái nút bên hông, nút điều chỉnh giờ này, mình cũng sẽ là cắt viên kim cương. Và phần khóa cũng vậy, phần khóa cũng được làm từ vàng nguyên khối AU750 và cũng được đính đá hoặc là kim cương ở đây. AU750 bóng sáng lưỡng. Còn phần dây đeo này thì màu gì mình thích màu gì mình sẽ đeo dây màu đó. Và chiếc đồng hồ này từ vàng hồng nguyên khối AU750 và những viên đá màu vàng kết hợp với dây đeo màu đen thì một cái sự kết hợp phải nói là chị Lan dùng từ hoàn hảo, vì rất hài hòa và làm nên chiếc đồng hồ đẹp hơn khi đeo trên tay. Nếu như quý khách thích một chiếc đồng hồ thương hiệu cá nhân của chính bản thân mình, hãy liên hệ với chị Lăng. Chị Lăng sẽ làm ra những chiếc đồng hồ mang thương hiệu cho tất cả quý khách đúng nghĩa, big box, cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng vị khách hàng, từng yêu cầu của từng vị khách hàng. Vừa phải bỏ tài sản tiền ra, vừa phải bỏ thời gian, vừa phải bỏ kiến thức sự hiểu biết để tạo nên một chiếc đồng hồ mà mang đậm phong cách của mình. Ngoài giá trị về tài sản, giá trị về thời trang thì còn giá trị về cảm xúc, cảm xúc phục vụ cho chúng ta thăng hoa. Ai trong chúng ta, bất kỳ trong chúng ta đều cần có sự sở thích và cảm xúc tạo nên sắc màu cuộc sống.